Và phía thành phố Hải Phòng xin trân trọng giới thiệu ông Đăng Hiệp, nguyên phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố, chủ tịch liên đoàn bóng đá Hải Phòng. Ngày hôm nay đã có rất đông các quan chức của thành phố Hải Phòng cũng như các lãnh đạo trong liên đoàn bóng đá Việt Nam có mặt tại sân vận động Lạch Tray để theo dõi màn so tài rất đáng chú ý này. Trên khán đài sân vận động Lạch Tray còn có cả trợ lý Lee Jong-jin của huấn luyện viên Park Hang-seo. Ngày hôm nay huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn đã có một vài thay đổi trong đội hình xuất phát ở trận đấu với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, đã ra sân ngay từ đầu. Về phía huấn luyện viên Vũ Tiến Thành, ông cũng có một vài sự thay đổi. Xuân Toàn ngồi dự bị, Minh Trung sẽ đá chính. Như vậy là trận đấu đã được chính thức bắt đầu. Trong hiệp thi đấu đầu tiên, đội chủ nhà Hải Phòng trong trang phục áo đỏ quần đỏ tất đỏ sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay trái màn ảnh nhỏ của quý vị và các bạn. Còn các cầu thủ Sài Gòn trong bộ trang phục màu tím sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay phải. Claudio, một pha chọc khe của Claudio, cơ hội ngay ở những giây đầu tiên, đội chủ nhà đã tạo ra một tình huống sóng gió. Văn Ngọ, Lê Quốc Phương, một pha dứt điểm ngay của Quốc Phương. Mpande, bóng đi vọt sang ngang. Cho xem Giovanni và Petro Paolo như thế nào. Cơ hội, lỗi thuộc về Huỳnh Tấn Tài. Những tình huống cố định đang là điểm nhấn trong khoảng 30 phút vừa qua. Vừa rồi là một chiếc thẻ vàng xứng đáng dành cho Mạnh Hùng với pha phạm lỗi với Petro Paolo. Rất nguy hiểm, tỷ số được mở dành cho đội khách. Rất bất ngờ, người ghi bàn đó là Petro Paolo. Lại là một tình huống cố định. Bàn thắng thứ 3 cho cá nhân Petro Paolo ở mùa giải năm nay. Tiến Thành, chúng ta cùng xem lại tình huống này. Một pha đánh đầu rất khó, pha đánh đầu cầu Âu. Và phần nào đó Văn Toàn đã mắc sai lầm. Bóng đi rất xa. Điểm đánh đầu của Petro Paolo ở sát cụ 16m50, giống như những gì họ trình diễn trong chuyến làm khách trước câu lạc bộ Hà Nội. Petro Paolo gôi vượt qua thủ môn, dứt điểm hơi nhẹ, quá đáng tiếc, quá đáng tiếc. Người cứu thua vừa rồi, người cứu thua vừa rồi cho đội chủ nhà đó chính là Nguyễn Trọng Hiếu của Quốc Long. Rất hợp lý, gôi dứt điểm không vào. Đó là pha dứt điểm của Lê Thế Cương. Đội chủ nhà đã bỏ lỡ một cơ hội rất đáng tiếc, bắt nguồn từ sai lầm của đội trưởng Quốc Long. Mpande tung người móc bóng nhưng không thành công. Một pha xử lý ngẫu hứng của Joseph Mpande. Ở mùa giải năm nay, đường chuyền dài, Hữu Sơn, rất chính xác, vẫn đang là Hữu Sơn. Quốc Long rất căng. Pha bắn lên từ tuyến 2 rất hay của Quốc Long, âm thầm và lặng lẽ, sau đó tung ra một pha sút xa rất căng. Sẽ phải hết sức tập trung trong những tình huống cố định như thế này. Cối! Bóng chạm đầu của Adriano Schmidt. Giovanni rất nguy hiểm, tuyệt vời. Tỷ số là 2-0 và đây là dấu chấm hết dành cho Hải Phòng. Giovanni và Petro Paolo lại lập công. Lần này đó là chiến thắng 2-0 của câu lạc bộ Sài Gòn. Không phải là những chiến thắng tối thiểu nữa. Cũng giống như Petro Paolo, Giovanni tiếp tục để lại dấu ấn, một pha đá phạt hàng rào cực kỳ đẳng cấp. Bóng đi sát sạt cột dọc và Văn Toàn không có cơ hội để chạm tay vào bóng. Bóng đi vòng qua hàng rào. Bàn thắng thứ 4 của Giovanni. Và như vậy, tình huống vừa rồi cũng là tình huống cuối cùng khép lại trận đấu trên sân Lạch Tray. Chủ nhà Hải Phòng để thua các cầu thủ Sài Gòn với tỷ số 0-2. Với các pha lập công của Petro Paolo và Giovanni,
3 điểm có được trong trận đấu này giúp thầy trò huấn luyện viên Vũ Tiến Thành tạm thời vươn lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng và tiếp tục duy trì chuỗi mạch trận bất bại của mình ở mùa giải năm nay.